Xin chào các bạn. Hôm nay là sáng cuối tuần thứ bảy, ngày 4 tây tháng 4 năm 2020. Thì hôm nay là ngày thứ tư thực hiện tinh thần chung phòng chống Covid là không đi ra khỏi nhà. Thì sáng nay mình lại tiếp tục soạn cây gửi cho khách. Mình soạn hai cây này cho chú Kiên, một cây vàng với một cây đỏ. Chú ở Cần Giuộc, Long An. Thì một cây vàng lá trung màu vàng với một cây vàng lá trung màu đỏ. Thì bây giờ mình sẽ lựa cái cây nào mà cao to khỏe cho chú. Mình nhìn một vòng coi cây nào đây. Xem cây này được không? Cây này khá là cao mà có rất là nhiều nụ chuẩn bị ra hoa. Cây này được nè các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy cây này. Rồi bây giờ quay sang đây tìm một cây trắng. Mình sẽ chọn hai cây trang trắng cho một anh ở Tây Ninh. Cây bên đây xem sao. Cây nào to to một chút. Cây này không có bông cũng được. Với cây này rồi, ok, hai cây này, hai cây trắng trắng lá trung. Rồi mình xách vô nha các bạn. Đây, xách vô đặng đóng thùng lại. Ok, rồi tiếp tục, còn khách nào nữa không? Đây, phải đóng thùng. Rồi, tiếp tục mình sẽ soạn một cái đơn hàng 5 cây vàng, 5 cây đỏ, 5 cây tím sen cho một anh ở Bắc Ninh. Năm cây đỏ, 5 cây vàng và 5 cây tím sen. Bây giờ mình sẽ chọn 5 cây đỏ. Một cây đỏ. Hai cây đỏ. Một cốt. Ba cây đỏ. Một cốt hoàn toàn. Vì các bạn chịu khó tỉa lại là sẽ thấy rõ thân một cốt. Tại vì mình không tỉa để về cho tùy ý khách. Khách muốn tỉa dáng như thế nào sẽ theo ý của khách. Ba cây rồi. Bốn cây. Năm cây. Năm cây rất ok. Tiếp theo là tới cây vàng. Cây vàng thì phía bên đây các bạn ơi. Đây, tiếp tục mình sẽ chọn 5 cây tím sen. Thì cái lô tím sen nằm bên đây của mình nha các bạn. Tím sen này thì mình bán với giá là 15.000 đồng một cây. Tại vì mình không có cây lớn, còn cây nhỏ
thân bụi thấp. Thấy vậy chứ cũng được đâu hơn gang tay rồi nha mấy bạn. Tính từ mặt chậu đo lên cũng được hơn gang tay rồi. 5 cây tím sen. Cây thứ 3. Cây thứ 4. Rồi còn một cây nữa là cây thứ 5. Cây thứ 5 đài. Rồi tổng thể hết là đơn hàng của vị khách ở Bắc Ninh này là 15 cây, gồm 5 cây màu tím sen thấp hơn 15.000 đồng một cây, và 5 cây màu vàng, 5 cây màu đỏ thì với giá là 25.000 đồng một cây. Đây mình quay lại một vòng cho các bạn xem cái đơn hàng 15 cây của vị khách ở Bắc Ninh, gồm 5 cây đỏ, 5 cây vàng, thân một cốt hoàn toàn nha các bạn. Một cốt 25.000 đồng một cây, và 5 cây màu tím sen thì thấp hơn 15.000 đồng một cây. Mấy cây màu tím sen này nó cũng tốt. Cái màu vàng. Đây là 4 cây trắng. Thùng này vừa đủ luôn. Kiện thùng này đi cũng nặng tiền à. Rồi. 5 cây vàng, 5 cây đỏ, 5 cây tím sen. Anh này ở Bắc Ninh. Nên